Thưa quý vị, sáng nay tại Bạc Liêu, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm ra mắt Hội đồng điều phối và triển khai một số công việc trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Theo quyết định số 974 ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng điều phối dùng đồng bằng sông Cửu Long có tổng số 29 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm chủ tịch cùng 4 phó chủ tịch hội đồng với mục tiêu nhằm đổi mới cơ chế điều phối dùng, thúc đẩy phát triển dùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội đồng điều phối dùng đồng bằng sông Cửu Long có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết những công việc quan trọng liên quan về liên kết dùng, phát triển bền vững dùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều nội dung rất quan trọng. Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các công việc quan trọng theo chức năng nhiệm vụ mà hội đồng đã đề ra trong năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của toàn dùng đã đề ra đến năm 2026. Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành phố tham gia thảo luận.